Trong những năm qua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới được thôn Châu, xã Giao An thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi, Ban công tác mặt trận thôn Châu, xã Giao An đã đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép 5 nội dung của cuộc vận động 14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn hội. Hàng năm, tổ chức họp dân lấy ý kiến sửa đổi bổ sung quy ước, hương ước thôn văn hóa gắn xây dựng nông thôn mới để các tiêu chí luôn phù hợp, sát thực tế. Từ đó đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Nhân dân trong thôn đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới. Với 95% dân số là dân tộc Mường, những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Châu, xã Giao An đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, cùng nhau xây dựng bản làng ngày càng phát triển. Đến nay, đời sống của bà con nhân dân được ổn định, làng không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Đến năm 2019, số hộ nghèo trong thôn giảm xuống còn 7 hộ, chiếm 6,5%, thu nhập bình quân đạt 27 triệu đồng một người một năm. Hiểu đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, người dân tự nguyện hiến đất, góp tiền vào ngày công lao động, làm đường giao thông. Đến nay, các tuyến đường đất sỏi trong thôn đã được bê tông hóa, các công trình công cộng cũng được đầu tư, tu sửa, xây mới khang trang. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được duy trì và ngày càng phát triển. An ninh nông thôn được đảm bảo. Thôn không có người nghiện ma túy, nạn cờ bạc, ghi lô đề được loại bỏ. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đều tăng lên. Với sự đoàn kết phấn đấu của cán bộ và nhân dân trong thôn, năm 2017, thôn Châu, xã Giao An đã cán đích xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đặt ra, đang huy động mọi nguồn lực giữ vững và nâng cao những tiêu chí đã đạt được theo từng năm.